chị cho em đi lễ một xíu nha chị. Ừ. Có đau không em? Không đúng không? Ờ, bụng nó bự. Cái này là
Thì xa xuống lấy gieo cho bạn kia kìa.
Rồi mấy nó cũng nó rìm cục cho bá luôn. Có tối nay đi siêu thị này, biết đâu gặp chị trong siêu thị. Em nói cả tháng mà em chưa đi này nè chị. Hết đồ xài rồi. Ủa quá trời đi, phải tuần sau phải lại em nha. Thôi mặt em hư hết. Cứu rõ cái mặt này thôi chứ không là xong phim. Nên mốt em có tiền em cũng muốn trị lại nó khó. Muốn trị nó dễ mà. Cứ để mà nó sẹo hoặc là nó để lại vĩnh viễn trên da là thua. Có muốn nó cũng khó. Tới chưa? Tới rồi. Dạ, nó đợi xíu. Thôi, em đợi tí. Sức mà tắt máy đây.